Pin năng lượng mặt trời hiện nay đang dần dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong đó phải kể đến việc sử dụng pin năng lượng mặt trời vào chế biến nước mắm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ sản xuất ở vùng ven biển Kỳ Anh của Hà Tĩnh. Người dân ở nơi đây bắt đầu làm quen với kỹ thuật mới để tạo ra một loại nước mắm thơm ngon từ pin năng lượng mặt trời. Đây là hệ thống pin năng lượng mặt trời dùng để sản xuất nước mắm của gia đình chị Trần Thị Thức ở thôn Bắc Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Qua gần một năm sử dụng, hơn 20 tấn cá cho hơn 500 lít nước mắm nguyên chất mang lại nguồn thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng cho gia đình chị Thức. Việc ứng dụng tấm pin năng lượng mặt trời vào sản xuất nước mắm đã rút ngắn quy trình sản xuất, nước mắm cũng trong và độ thơm lâu hơn. Chúng tôi cảm thấy là giữa cái sản xuất bằng khoa học công nghệ với cái chế biến nước mắm bằng truyền thống thì chúng tôi cảm thấy là nó có hiệu quả cao hơn. Về khoa học công nghệ thì bớt giảm được cái lao động để chúng ta sản xuất. Còn về truyền thống thì cái giá công mà cái lao động để mà phục vụ cho cái chế biến nước mắm thì lại tăng nhiều hơn. Quy trình sản xuất bằng phương pháp này cũng rất đơn giản. Khi bật bơm, hệ thống nước mắm sẽ đi qua hệ thống tỏa nhiệt bằng năng lượng mặt trời. Từ đây, nước mắm ngâm ủ đến nhiệt độ tối ưu. Quá trình này được thực hiện liên tục, sáng bật, chiều tắt, nên chi phí nhân công cũng giảm đi đáng kể. Do chủ động về nguồn nhiệt, nên hệ thống còn giúp chế biến mắm ngay cả trong mùa mưa lạnh. Không bị tác động nhiều từ bên ngoài, nên đây được coi là quy trình sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Với cái mô hình làm nước mắm chế biến nước mắm á, thì đang còn làm nhỏ lẻ, thì tiêu thụ trong khu vực của huyện, sau được là Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh hỗ trợ và cho đi tập huấn, đi học hỏi các cái mô hình ở tỉnh bạn. Đặc biệt là vừa rồi có cho vào trong Phú Quốc để xem hỏi cái mô hình làm nước mắm của các tỉnh. Không chỉ ở xã Kỳ Xuân mà hiện nay các xã vùng ven biển ở huyện Kỳ Anh như Kỳ Khang, Kỳ Ninh, kỹ thuật dùng tấm pin năng lượng mặt trời vào chế biến nước mắm ngày càng trở nên phổ biến. Nhờ vậy, quy mô sản xuất đã được mở rộng, hình thành làng nghề chế biến nước mắm. Tập trung mũi nhọn của Kỳ Ninh vẫn là cái chế biến thủy sản. Vì mỗi năm khai thác của Kỳ Ninh trên 2.000 tấn và chủ yếu là cái lượng cá là sản xuất chế biến nước mắm. Do đó qua cái tập huấn, qua học hỏi kinh nghiệm thì đến thời điểm mỗi năm như vậy là Kỳ Ninh có từ 7 đến 800 nghìn lít nước mắm ra thị trường và xã đã quy hoạch cái làng nghề trên 5 ha để tập trung đảm bảo về môi trường một quy hoạch theo nông thôn mới. Thì do đó thì đã được đầu tư tỉnh phê duyệt và đang còn tiến hành với những người hồ thu hút lao động cao và có cái chế biến tốt để tập trung sản xuất kinh doanh. Thành công từ việc ứng dụng kỹ thuật sản xuất nước mắm bằng pin năng lượng mặt trời không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo động lực để thúc đẩy phương thức khoa học và làm thay đổi tập quán sản xuất cũ của một vùng làm nước mắm có từ lâu đời.